Ca sĩ Ha Ji-won gây chú ý khi thông báo đang mắc phải căn bệnh gây liệt nửa mặt. Bà xã Trần Thành cũng cho biết đây là lý do khiến cho tâm trạng cô không được tốt trong một tuần qua. Giọng ca anh cứ đi đi cũng đăng tèm đoạn video chia sẻ nhiều hơn về tình trạng của mình. Ha Ji-won kể rằng trong một lần trước gương, cô phát hiện mặt mình bị trái, của mình bị đơ, thế là cảm ngày hôm đó cô không dám cười vì sợ khuôn mặt bị mèo. Sau đó, Ha Ji-won lập tức đến bác sĩ và được chẩn đoán là bị liệt bèo trái, liệt dây thần kinh mặt, dây thần kinh bên trái của mình bị yếu nên không cử động được. Nguyên nhân của bệnh này cũng có thể là do cơ thể bị stress, thiếu ngủ, bà xã Trần Thành giải thích. Nữ ca sĩ cũng thừa nhận bản thân thường xuyên làm việc quá sức, không để ý đến sức khỏe, dẫn đến tình trạng cơ thể bị khỏe yếu. Đối diện với căn bệnh này, Ha Ji-won tâm sự, lúc đó tôi cảm thấy tủi thân, nhìn gương mặt của mình trong gương, tôi cảm thấy mọi thứ sụp đổ. Trong khi đó, lịch quay thì không hủy được, nên gần đây tôi đa số đăng ảnh không cười hoặc mỉm cười nhẹ. Sắp tới các bạn có thể thấy tôi cười, mà che miệng thì cũng thông cảm. Lúc đó tôi nghĩ là mình tiêu đời rồi, làm nghệ thuật mà mắc bệnh này thì sao tiếp tục được. Tôi thấy mình đẹp nhất khi cười, nhưng bây giờ không được nữa, đây là một điều quá khủng khiếp. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cho biết tình trạng sức khỏe của cô không quá nghiêm trọng mà phải mất từ 2 đến 3 tuần để hồi phục hoàn toàn. Hiện tại, Ha Ji-won đang tích cực bổ sung vitamin tổng hợp và các liệu pháp để hồi phục sức khỏe nhanh nhất. Giọng ca Hương Đê Bay Sa cũng mong muốn mọi người quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn và không làm việc quá sức. Đại diện Ha Ji-won xác nhận với dân trí về thông tin này. Ha Ji-won sinh năm 1985, mang hai dòng nhau Việt Nam và Hàn Quốc. Cô từng gây ấn tượng với khán giả qua các bản hit Anh Cứ Đi Đi, Hương Đêm Bay Xa và xuất hiện ở nhiều game show như Nhanh Như Chớp, Chọn Ai Đấy. Ngoài ra, bà xã Trần Thành cũng từng tham gia một số phim ảnh như Chàng Trai Năm Ấy, Bệnh Viện Ma, Trùm Cỏ, 49 Ngày. Gần đây, Ha Ji-won quay trở lại, trở thành tâm điểm chú ý khi liên tục đăng tải những dòng trạng thái buồn khiến dân tình hoài nghi cô rạn nứt tình cảm với chồng. Tuy nhiên, Trần Thành đã lên tiếng phủ nhận tin đồn và cho biết hai người vẫn đang hạnh phúc bên nhau. Trên trang cá nhân hàng triệu người theo dõi, Ha Ji-won cho biết cô không dùng kem nền hay gì cả, làn da mặt tự nhiên chỉ là đánh thêm phần son thôi. Bên dưới bình luận, cô nhận được rất nhiều khen ngợi có cánh cho vẻ đẹp tê tần dù chị mới hết bệnh không lâu. Một số ý kiến cho rằng sau khi khỏe lại, bà xã Trần Thành trẻ trung hơn, nhiều làn da không tuổi. Dẫu vậy, cũng có một số ý kiến nhận ra Ha Ji-won có mái tóc lưa thưa và không chắc khỏe được như trước, thậm chí phần mái tóc còn có một vài cọng loe hoe, lại thêm vào vàng khiến cô khắc hẳn. Thông thường vẻ đẹp sau khi khỏi Covid sẽ bị rụng tóc rất nhiều, thậm chí còn có người bị hói đầu. Chính vì vậy, trong thời gian dưỡng và chữa bệnh, các nàng phải chăm sóc mái tóc bằng cách ăn uống điều độ, bổ sung đầy đủ tinh chất và không gội đầu quá trễ để hạn chế ảnh hưởng tối đa. Có thể nói là một trong những ngôi sao, chính vì vậy Ha Ji-won luôn biết cách chăm sóc kỹ càng cho nhan sắc, hình thể và cả mái tóc. Rất có thể tóc của cô thưa là do nhuộm màu sáng và đã hiện ra chân đen, nhưng tổng thể thấy ít nhất, nhưng chung quy vẫn không thể thay đổi quá nhiều so với điểm trước đây vài tháng.